Xin chào tất cả mọi người nghe. Hiện giờ mình đang có mặt tại bãi biển Cành Hang này. Mình sẽ tiếp tục review những chiếc ghe biển tại đảo Phú Quý này. Đây lúc này là một chiếc ghe mành chụp này, đang có nhổ neo ra khơi. Đây những chiếc neo đang có bắt đầu được cáo lên này. Lúc này thì những chiếc ghe biển cũng ra khơi rất là nhiều luôn. Đây, đã nổ máy lên rồi này. Chiếc ghe mạnh chụp bắt đầu di chuyển này. Lúc này thì có rất là nhiều ghe biển và ghe nốt đã ra khơi. Đây, như vậy là chiếc ghe mạnh chụp đã nhổ neo xong này. Đang có tăng tốc ra khơi nè các bạn. Đây là những video thực tế được quay tại biển bãi phù của đảo Phú Quý. Nếu các bạn yêu mến kênh của mình thì hãy đăng ký để ủng hộ mình, để mình có nhiều động lực để làm những video thực tế cho các bạn xem. Chiếc ghe đang bắt đầu từ từ ra khơi này. Đây, lúc này thì cũng có một chiếc ghe nốt đang có chạy ở trước này. Những hình ảnh nơi rất là đẹp luôn. Chiếc ghe nốt đang có bị bỏ về phía sau này. Tiếp tục tăng tốc ra khơi. Đây, dưới là chiếc ghe nốt này. Những hình ảnh nơi rất là đẹp luôn. Chỉ có tại đảo Phú Quý các bạn. Ồ,
quá là đẹp luôn. Đây có lẽ là điểm 10 của vẻ đẹp nghề biển. Một cặp song sinh rất là đẹp luôn nè các bạn. Chiếc ghe nốt đã vượt lên khỏi ghe mạnh chụp các bạn. Lúc này thì rất là nhiều ghe mạnh chụp đi ra biển bãi bắc của đảo Phú Quý để làm mực các bạn. Chiếc này cũng khá là to, chiều rộng có thể đạt đến gần 5 mét các bạn. Mùa này thì có mực thể về nên rất nhiều ghe mạnh chụp đã ra khơi. Vẫn đang giữ một tốc độ rất nhẹ nhàng tiến ra khơi các bạn. Bắt đầu tăng tốc khá nhanh này. Ghe mạnh chụp nổi tiếng là rất là nhiều đèn, rất là nhiều bấn điện luôn, đèn chiếu sáng. Vẫn giữ một tốc độ khá là nhanh này, tiến ra khơi. Vâng, có lẽ mình sẽ phải kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy đăng ký để ủng hộ mình, để mình có động lực làm nhiều video thực tế tiếp theo cho các bạn xem. Chúc các bạn có nhiều ngày mới thành công và nhiều sức khỏe.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.